Thảm họa thiên nhiên từng san bằng nhiều vùng đất trên thế giới, nhưng vẫn có những nơi đã hồi sinh mạnh mẽ sau cơn thịnh nộ mang tên thiên tai. Minami Sanriku, những ngày giữa tháng 3 năm 2011 được gọi là thị trấn biến mất khi động đất và sóng thần ập đến bất ngờ, đã và đang trở lại đầy ngoạn mục, khiến những du khách như chúng tôi phải ngỡ ngàng. Chuyến đi đến Minami Sanriku với chúng tôi là trải nghiệm một tour du lịch có 102, du lịch thảm họa. Sau gần một giờ bay từ Tokyo, chúng tôi đã đặt chân đến Miyagi, một tỉnh vùng đông bắc của Nhật Bản. Nơi đây vào tháng 3 năm 2011 đã hứng chịu thảm họa kép động đất, sóng thần gây chấn động thế giới. Cũng giống như Fukushima, thị trấn Minami Sanriku là một trong những địa danh được nhắc đến nhiều nhất trong thảm họa kép động đất, sóng thần. Và nơi đây là trung tâm của sự tàn phá do sóng thần vào tháng 3 năm 2011. Trong cơn cuồng nộ của mẹ thiên nhiên, hàng ngàn người vô gia cư, hàng trăm người mất tích. Nhiều ngôi làng ở Ishinomaki giờ đã trở nên hoang vắng. Rất nhiều gia đình đã bỏ làng, tìm đến những vùng an toàn hơn để sinh sống. Thế nhưng, khi đặt chân đến đây, chúng tôi cảm nhận là sự hồi sinh mạnh mẽ sau thảm họa kinh hoàng. Nếu không chú ý, có lẽ ít ai nghĩ rằng đây là nơi từng là bãi đổ nát sau trận sóng thần năm xưa. Chúng tôi tìm về tâm điểm của vùng thiên tai, đó là thị trấn Minami Sanriku. Sau gần 6 năm, thị trấn này giờ đang được nâng cao thêm 15 mét so với trước. Từng dòng người lặng lẽ đứng hàng giờ trước đống đổ nát như bày tỏ lòng tiếc thương đến những nạn nhân xấu số. Bà Sachiko, một trong những tình nguyện viên, kể cho những người khách mới đến từ phương xa. Tất cả nhà cửa nơi đây bị san bằng bởi sóng thần. Hàng chục ngàn người hiện vẫn còn mất tích. Nhiều người vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh của đợt sóng thần này. Người nhà của tôi đã leo lên tầng thượng tòa nhà chụp ảnh và thấy sóng thần ập đến. Họ thấy sóng thần dập vào và dâng cao dần. Trong số những người trong ủy ban, có những người có kinh nghiệm khi thấy sóng ập vào, họ leo lên trên mái nhà và hối thúc những người khác leo lên. Tuy nhiên, tất cả đều đã quá muộn. Con sóng đã nuốt chửng tòa nhà cao khoảng 12 mét này. Sở dĩ có những tour du lịch về vùng thiên tai vì người Nhật muốn đưa tới cho du khách trải nghiệm thực. Và hơn ai hết, họ có thể rút ra những bài học kinh nghiệm đối phó với thảm họa thông qua những câu chuyện từ hướng dẫn viên là những người tình nguyện viên sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Thị trấn Minami Sanriku luôn nhộn nhịp với tốc độ xây dựng. Những người công nhân làm việc hầu như liên tục suốt thời gian qua để tái thiết thị trấn. Và thời gian xây dựng dự kiến sẽ mất khoảng 20 năm. Thị trấn hoang tàn này mới có được vóc dáng như trước tháng 3 năm 2011. Nhiều người thường gọi đùa Minami Sanriku là thị trấn không ngủ bởi xe tải chở hàng triệu khối đá san lấp với ý định nâng cao thị trấn lên 15 mét so với hiện tại vẫn đang hoạt động. Những nhà ga đang được xây mới, những tuyến đường cao tốc đang gấp rút hoàn thiện. Tuy nhiên, mối lo ngại duy nhất là khi thị trấn được hình thành, có giữ chân người dân ở lại hay không khi mà họ đã bị ám ảnh bởi một quá khứ quá khủng khiếp. Hiện giờ chỉ còn không đến một nửa dân số còn bám trụ lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Người Nhật không gục ngã trước thảm họa. Họ luôn biết cách biến thương đau thành những hành động cụ thể. Đó là việc đưa những đoàn khách tham quan đến địa điểm từng xảy ra thảm họa tàn khốc nhất trong lịch sử của nước Nhật.
Chúng tôi đã tìm đến khách sạn Minami Sanriku Kanjo và được nghe những câu chuyện cảm động về sự tương thân từ bà Keiko Abe. Bà tâm sự: "Đây là khách sạn do cha tôi để lại. Nó đã vượt qua những trận động đất sóng thần vào năm 2011. Vào thời điểm ấy, nơi đây là mái nhà chung cho cả ngàn người vô gia cư. Vào thời điểm đó, chắc các bạn khó mà tưởng tượng được chúng tôi đã phải đối mặt với những khó khăn như thế nào. Thế nhưng chúng tôi chỉ duy nhất nghĩ đến một điều, làm sao phải giúp đỡ càng nhiều người càng tốt." Một trong những hành động nổi bật đó là việc hình thành những mô hình liên kết giữa các thanh niên Nhật Bản lại với nhau. Những người trẻ có tâm huyết vượt về sự phát triển, đó là câu lạc bộ Fisherman, tức là ngư dân, bao gồm những bạn trẻ làm trong nhiều lĩnh vực và từ nhiều địa phương khác nhau. Họ không hô vang khẩu hiệu mà họ cặm cụi làm việc nhằm tái thiết các làng nghề đánh bắt cá, nuôi trồng hải sản truyền thống. Chính vì thế, sau 5 năm, những gia đình làm nghề nuôi trồng đánh bắt đã dần trở lại với công việc nhờ sự tương thân tương ái từ những người trẻ có tâm huyết khắp nước Nhật. Nhờ có Fisherman mà việc khai thác, chế biến, nuôi trồng hải sản của chúng tôi hiệu quả hơn trước đây rất nhiều. Sau thiên tai, những người trẻ chúng tôi nghĩ rằng mình nên có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với chính bản thân mình. Và như các anh thấy đấy, chúng tôi đã dần hồi phục. Giờ đây, sau 6 năm kể từ ngày thảm họa ập đến, cuộc sống vẫn hối hả với những công trình đang được tái thiết nơi thị trấn nằm kề vịnh biển Shizugawa này. Chia tay vùng đất đang hồi sinh, chúng tôi vẫn còn nhớ mãi câu nói của bà chủ khách sạn Kanjo khi được hỏi về nghĩa cử cao đẹp của mình: "Việc làm của chúng tôi hôm nay chỉ là thực thi những gì mà cha ông chúng tôi đã truyền lại. Hy vọng thế hệ trẻ sau này của chúng tôi cũng luôn có được từ đó trước những hoàn cảnh khó khăn cần được chia sẻ, giúp đỡ." Tính cách của người Nhật là vậy. Chính vì thế, họ đã vượt qua những khó khăn để hồi sinh một cách ngoan cường.